Xin chào bạn, hôm nay thì mình giới thiệu đến bạn hai mẫu nồi của Toshiba. Thì cả hai mẫu nồi này đều là nồi tô chuông đấy các bạn. Thì tô chuông thì nói đến tô chuông thì có lẽ là rất nhiều người ai mà tìm hiểu nồi cơm thì biết là nồi nấu con cơm rất là ngon nhé các bạn. Thì tô chuông nó có công nghệ gọi là cao tần áp suất hút chân không. Thì hai mẫu nồi này đều là nồi dung tích 1 lít, các bạn nấu được khoảng 2 bát rưỡi gạo cho 5 người ăn, 4-5 người ăn đấy các bạn. Thì mẫu nồi này là nồi tô chuông đời mới đấy các bạn này. Thì họ làm nó khác. Đây. Đấy, nó làm kiểu như 2 tầng các bạn, và thêm một cái nữa là cái son nó là son vành, và thứ hai là họ đã bỏ quay rồi. Thì rất nhiều hãng những thời gian gần đây các bạn họ đã bỏ quay, và Tiger từ trước cho họ trung thành với cái mẫu cắp nách thì mình không nói, như Toshiba họ cũng bỏ quay này, rồi Fujitsu cũng một vài mẫu bỏ quay, rồi Panasonic cũng vậy đấy các bạn. Đấy thì mình thấy là cái quay này nó cũng cần thiết với một vài người và cũng không cần thiết với một vài người. Tại vì khi nấu ấy, nồi Nhật ấy, mình ghim điện suốt, mình chỉ ghim bê cái son lên thôi chứ mình không bê nồi. Thì trong trường hợp đó thì mình nghĩ là cái quai nó cũng gọi là không cần thiết đâu các bạn. Rồi, mình vào chi tiết cho các bạn xem. Đấy. Nồi này nó cảm ứng trong màn hình luôn nhé các bạn. Đấy. Cảm ứng hết hết trong màn hình luôn. Rồi phím có một vài phím cơ, phím vật lý ở đây. Còn những cái tùy chọn ở trong màn hình hết nhé các bạn. Rồi, mình mở cho bạn xem. Phun cái gioăng cái son là rất là mới luôn các bạn này, không có vết của trà rửa luôn, người này đã dùng rất là kỹ luôn các bạn, bên trong rất là sạch luôn nhá. Đây, các bạn nhìn những cái lớp này đấy các bạn, nó không có bị ngả vàng mà rất là trắng luôn, rất là sáng luôn. Rồi son đây, đấy, son cũng rất đẹp luôn nhé các bạn. Đấy, vành đây này, thì dòng chuông này họ đã phủ một lớp than đất đấy các bạn, than đất đen ở dưới này để nó có chức năng gọi là giữ nhiệt, chịu nhiệt tốt hơn đấy các bạn. Đây bên trong này. Đấy, không bể vỡ gì nhé các bạn. Rồi, mình đã ghim điện rồi, giờ mình cho các bạn xem. Mình cảm ứng chạm trong màn hình đây, gạo trắng này, chưa nấu này, đấy. Rồi, nhấn nấu. 68 phút, đây, đèn chân không đấy các bạn. Đấy. Rất nhiều tùy chọn trong này, cứ tùy chọn là trong này hết đấy các bạn. Còn ví dụ hẹn giờ hâm, rồi chọn nhanh, nấu, hủy là mình dùng phím cơ, phím vật lý. Rồi, mẫu nồi này mình đang bán với giá là 8 triệu 2 nhé các bạn. Rồi, tiếp tục, mẫu nồi Toshiba đời trước. Cái mẫu này rất là thành công nhé các bạn. Mẫu này là Toshiba họ kéo dài đây 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 7 năm trời. Thì mẫu nồi này là mẫu nồi tô chuông thành công nhất của Toshiba đấy các bạn. Rồi, nồi này thì có mã nồi là RC10VXK. Đấy, mình mở cho các bạn xem nhé. Vùng bên trong còn khá là sáng nhé các bạn. Đây, son này, son chuông này. Đấy, bên trong đây nhé các bạn. Rồi, thì cái mẫu này có lẽ là các bạn không lạ gì nữa. Mẫu này là mình biết rất nhiều rồi. Nhưng mà cái mẫu này các bạn, nó có một cái hay giống như tô chuông đời mới. Đó là mình có thể tùy chọn cái chức năng nấu cơm dẻo 5 cấp bậc các bạn. Những dòng tô chuông thì ngày trước ấy, trước năm 2017 ấy, thì không có chế độ này, không có chọn này đâu. Thì họ chỉ mặc định là nấu dẻo, nấu truyền thống nấu dẻo ấy. Nhưng cái dòng này thì nó tương đương với này, nó có cái chức năng là tùy chọn là nấu cơm ngon 5 cấp bậc như những dòng tô chuông 2018 nhé các bạn. Đấy. Rồi, thì mẫu nồi này mình đang bán với giá là 3 triệu 8 nhé. Bạn nào có nhu cầu thì một trong hai mẫu này thì liên hệ của mình nhé. Rồi, mình cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn nhé.